khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, tại khách sạn Fortuna Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ đã tổ chức hội nghị khoa học với chuyên đề khái niệm mới về laser điều trị nám và làm trắng da. Hội nghị có sự tham gia của các bác sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, Singapore và các bác sĩ Việt Nam đến từ Bệnh viện Da Liễu. Các chuyên gia laser của Việt Nam đã mang lại những thông tin hữu ích nhất về những công nghệ laser mới nhất hiện nay trong ứng dụng thẩm mỹ. Trong phần phát biểu của bác sĩ da liễu người Singapore T. Long Donan, thành viên Hội đồng Y tế Singapore, Hiệp hội Thẩm mỹ Y Dược Úc, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ, đã nêu bật một trong những công nghệ trị nám mới nhất hiện nay, đó là Laser Toning Leadership. Đây là công nghệ trị nám có bước sóng chọn lọc và trùng tia đồng nhất với mức năng lượng chỉ phá vỡ các hạt sắc tố melanin giúp điều trị nám sâu, nám màng, loại bỏ tận gốc chân nám. Bác sĩ da liễu Won Ho Kim, thành viên Hội đồng các bác sĩ da liễu Hàn Quốc, Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc đã báo cáo về công nghệ Island Plus, công nghệ trẻ hóa, trị mạch máu, triệt lông. Island Plus là laser sung dài Long Plus laser công suất cao. Mỗi tia mà Island phát ra cho phép thâm nhập vào bên trong da tới tận 6mm, giúp loại bỏ nang lông nằm sâu trong da. Với kích thước vi điểm đa dạng, spot size đến 15mm, Island giúp rút ngắn thời gian điều trị vừa không đau vừa an toàn. Một trong những công nghệ được rất nhiều người quan tâm trong hội nghị đó là công nghệ trị nám làm trắng da Doblex. Với phần báo cáo của bác sĩ Min Kyung-sik, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực laser, là Chủ tịch Hiệp hội Laser Hàn Quốc, Tổng thư ký Hiệp hội các bác sĩ da liễu Hàn Quốc, là thành viên Hiệp hội da liễu Mỹ. Có thể nói Doblex là sự kết hợp tuyệt vời giữa Fractional Laser và Alexandrite lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, mang lại hiệu quả vượt trội so với các laser Alexandrite khác. Trong buổi hội nghị có sự tham gia của các bác sĩ da liễu như Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Lan, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung ương và Thạc sĩ bác sĩ Vũ Tuấn Anh, nguyên trưởng phòng nghiên cứu và ứng dụng Viện Công nghệ Laser Việt Nam. Đồng thời, bác sĩ Dương Vương Trung cũng đã đưa ra những thông tin thiết thực về ứng dụng của các công nghệ như Leadership Island Plus tại Việt Nam. Buổi hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 500 các bác sĩ, chủ thẩm mỹ viện, các phòng khám chuyên khoa da, các trung tâm thẩm mỹ, bệnh viện thẩm mỹ, v.v. với các phần điều trị demo và giải đáp thắc mắc sôi nổi. Công ty Trung Mỹ, đơn vị mang tới hội nghị này là nhà phân phối chính hãng các thương hiệu hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực máy thẩm mỹ y tế công nghệ cao của Mỹ, Israel, EU, Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển, Hàn Quốc, là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam của các hãng Active Endimed, Fight MEC, Iloda, Glassy. Với kinh nghiệm trên 6 năm, công ty Trung Mỹ đã tư vấn chuyển giao công nghệ và nhập khẩu phân phối đến các bệnh viện, spa, clinic, viện thẩm mỹ trên toàn quốc. Với dòng sản phẩm thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485, FDA, CE, KFDA của Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Bộ Y tế Việt Nam cấp phép và nhiều giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm. Công ty Trung Mỹ cũng là đơn vị tích cực thường xuyên mời các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước hỗ trợ khách hàng và tổ chức các hội thảo giới thiệu các kỹ thuật công nghệ mới trong điều trị thẩm mỹ. Và hội nghị khái niệm về laser điều trị nám và làm trắng da lần này nằm trong chuỗi chương trình đó. Với hội nghị lần này, thêm một lần nữa khẳng định những ứng dụng hiệu quả của những công nghệ laser tại Việt Nam, đồng thời mang lại triển vọng trong ứng dụng công nghệ laser trong điều trị thẩm mỹ trong thời gian tới.